Air in this room's getting thin. My patience for you. Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ swatch và review một bộ son mới được ra mắt gần đây của hãng son đã từng một thời rất là nổi tiếng. Đó chính là 3 Concept Eyes hay còn gọi tắt là 3CE. Hôm nay thì mình sẽ review 5 màu son của dòng Blur Watershed. Son được bán với giá 15.000 won tương đương với 300.000 tiền Việt Nam đồng. Khi mình mua qua Shopee Mall thì sẽ tầm 350. Son có một cái packaging rất là đẹp. Vỏ được phủ một lớp nhựa mờ lì trong nhìn thấy được màu son ở bên trong. Đáy son thì như thường lệ sẽ có thông tin của cây son được dán rất là ngay ngắn. Đầu cọ thì là một cái đầu thuôn và dài rất là dễ để thoa. Nói chung là một thỏi son khiến mình mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, chưa cần biết là chất son hay màu son có như thế nào. Lần này thì 3CE lại làm rất là tốt việc khiến cho mình mua son vì vỏ. Ok, nên là bây giờ chúng mình cùng vào để review các màu son ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì mình có Coral Moon, đây là một tông san hô không pha đất hay gì hết. Sẽ rất là phù hợp với các bạn học sinh để sử dụng đi học. Với chất son thì chất son của bạn này khá là lạ, không có giống với những chất son tin khác mà mình đã sử dụng qua. Chất son không lỏng như tin nước nhưng cũng không đặc như các loại tin gel, mà nó là sự pha trộn của cả hai. Khi lên môi thì son sẽ khô lại rất là nhanh, để lại một lớp tin mờ và lì. Sẽ rất là xinh nếu mà mọi người là fan của son lì. Son có một mùi vani rất là nồng và hơi hắc, khi lên môi sẽ bớt được phần nào, nhưng mà các bạn nào nhạy cảm thì vẫn nên cân nhắc nhé. I'm over the moon, I'm loving this view, not thinking about you. Casual Fair là một tông màu hồng MLBB sẽ phù hợp với các bạn yêu thích tông hồng. Mặc dù là màu hồng không pha đất nhưng mà son này cũng không quá sến, trái lại còn rất là tôn da các bạn có da sáng. Mình thấy màu son này cũng rất là trendy ở Hàn nên là đã quyết định mua về thử thì mình cũng không thất vọng một tí nào. Mặc dù không phải là một người sử dụng những tông hồng như thế này nhưng mà mình vẫn thấy nó rất là đẹp. Son thì có một cái độ bám mà mình phải nói là cực kỳ dai dẳng. Nếu mà không ăn uống thì cũng phải giữ màu đến 5 đến 6 tiếng. Nếu mà ăn thì son sẽ phai một chút để lại một lớp tin đậm tương ứng với màu son. Tiếp đến là Double Win, một tông hồng tím cá tính và sexy. Với những bạn yêu thích son của tông tím thì mình nghĩ là không nên bỏ qua Double Win. Có lẽ đây là tông màu mà mình thích nhất trong cả năm màu ngày hôm nay. Màu son này thì không quá kén da, tuy nhiên khi sử dụng thì cũng nên dùng kèm một chút make up để toát được hết vẻ đẹp của màu son. Mình thấy bạn son này cũng không quá ăn lòng môi mặc dù là son tin. Một tip khi mà đánh son tin để không bị ăn lòng môi quá là mọi người nên thoa phần môi trên đậm hơn phần môi dưới, tại vì tính chất của son tin là sẽ ăn môi dưới hơn ấy. Sau đó thì mọi người có thể bọng môi lại và phần trên và phần dưới sẽ đều nhau hơn. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. Sau đó thì chúng ta có Playoff, một màu đỏ dâu cực kỳ nổi bật. Màu son này sẽ cực kỳ tôn da và làm trắng men răng. Khi sử dụng thì cũng không cần make up quá cầu kỳ tại vì đây là một màu son rất là dễ dùng. Mặc dù tông hồng hiện khá là rõ nhưng mà màu son này cũng không quá kén da. Các bạn da ngăm vẫn có thể sử dụng được tại vì son sẽ có một cái lớp finish lì ấy, nên là khi lên da sẽ nhìn tự nhiên và trắng hơn. Cuối cùng là Sepia, một tông đỏ đất mà mình nghĩ sẽ bán chạy nhất trong cả bảng màu son lần này. Với son đỏ đất thì tông da nào cũng có thể sử dụng được, và nếu đánh nhẹ thì mọi người có thể sử dụng mà không cần make up. Những bạn nào mà yêu thích các tông son đất nhưng mà lại sợ bị già nếu mà không make up ấy, thì rất là nên tham khảo qua màu son Sepia này. Tại vì chất son tin lì khi lên môi sẽ làm dịu đi cái độ đậm của son tông đất, sẽ làm cái finish nhìn tự nhiên và nhẹ hơn rất là nhiều so với một chất son bóng hoặc là son velvet. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. Seen you from around the way. You didn't give me the time of day. You be making moves that yeah. Who really care what Simon say? All the bad things, girl, I had to look past that. Call yourself a dime, I'm just trying to get my cash back. You be looking for. Khi tẩy trang với nước tẩy trang thông thường thì mọi người có thể thấy là lớp tin để lại rất là đậm màu. Có lau đến mấy thì vẫn sẽ còn một chút màu của son.
Chính vì thế mình đã phải sử dụng cái tẩy trang dành cho son tin thì lớp tin dai dẳng mới đi hết được. Và đấy là 5 màu son của dòng Blur World Chain. Bảng màu son thì có tới tận 10 màu cơ, nhưng mà hôm nay thì mình chỉ swatch 5 màu mà mình đã chọn và mua thôi. Mong là mọi người thấy cái video này có ích. Nếu mọi người thích thì đừng quên cho mình một like và subscribe channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào các video sau của mình. Bye bye.